Ok, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn các bước đơn giản để mình thiết lập chế độ phát Wi-Fi wireless router của thiết bị Asus này nha các bạn. Thiết bị này có mã là RTAX56U nha, của thương hiệu Asus nha các bạn, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty cổ phần Viccom nha các bạn. Ok, đầu tiên thì mình sẽ phải cấp nguồn cho thiết bị nha các bạn. Và mình chờ cho thiết bị khởi động xong. Thiết bị khởi động xong có nghĩa là các đèn 2.4 và 5G GHz này là sáng đứng hết nha các bạn. Cái này mình có thể xích lắp bằng bằng cáp vào cổng LAN nha các bạn, hoặc mình có thể xích lắp bằng bằng wifi của thiết bị này phát ra nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn xích lắp bằng dây LAN đi cho nó đơn giản nha các bạn. Đầu tiên cái sợi cáp này mình ghim vào máy tính nha các bạn, sau đó mình sẽ ghim vào cổng LAN nè. Ok, bạn thấy cổng LAN màu sáng lên không? Bây giờ mình sẽ vô trang cấu hình của nó nha. Đầu tiên là mình mở trình duyệt Internet Explorer nè. Mình gõ cái địa chỉ của con router Asus này nha các bạn, là 192.168.50.1 nha. Hoặc mình cũng có thể gõ chữ router-asus.com nha các bạn, đều là ra trang cấu hình của thiết bị này nha. Ok, mình nhấn Enter. Tiếp đó mình sẽ nhấn vào Advanced Setting nha các bạn. Ở đây mình sẽ thấy là thiết bị này có chức năng IMES nha các bạn, để thiết lập hệ thống mesh với các thiết bị có cùng chức năng IMES nha. Và đây mình sẽ hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình chức năng wireless router mode, nên mình sẽ vô cái phần Choose Opera Mode nha các bạn. Chọn wireless router mode nè. Ở đây mình sẽ tích No nha các bạn. Và mình chọn Automatic IP nha, để cho thiết bị tự cấp IP nha các bạn. Và tới bước SSID này là đặt tên Wi-Fi và password của cho thiết bị này nha các bạn. Ở đây mình nhấp vào đây thì sẽ ra cái password và tên wifi giống nhau nha, chỉ khác chữ 2G và 2GHz và 5GHz nhưng mà hai băng tần của nó nha. Ok, mình sẽ đặt tên wifi con này là Asus đi. Test nha các bạn. Đây bạn thấy nó hai tên wifi mình gõ nó giống nhau không? Tại mình tích vô đây nha các bạn. Ở đây mình đặt là 2.4 đi cho dễ phân biệt nha. GHz. Và password giống nhau luôn nha. Ok, cái bước chỗ này thì mình có thể xóa chữ 2.4GHz này đi nha, để dễ phân biệt nha các bạn. Bạn thấy nó có hai tầng wifi không? 2.4GHz và 5GHz nha. Password thì nó giống nhau nha các bạn. Apply nó nè. Tiếp đó mình nhấn Next nha. Ok, tới cái bước này là cái bước đặt username và password để mình quản trị cái trang cấu hình này nha các bạn. Mình đặt admin nè. Password là 123456789 đi. 123456789. Mình phải nhớ cái tài khoản admin và password này nha bạn, để khi mà mình muốn thay đổi tên wifi hay password thì mình có thể login vô dễ dàng nha. Ok. Ok, tới bước này mình sẽ ghim cái dây internet nha các bạn. Sợi cáp này là từ cái modem wifi của nhà mạng xuống nha. Mình sẽ ghim vô cổng màu xanh nè, cổng WAN màu xanh nha. Ok, mình chờ thiết bị nó reboot lại nha các bạn. Rồi bước tiếp theo mình sẽ vô phần WAN nha các bạn. Mình sẽ vô phần DNS Server Automatic nha, mình tích No dùm nha các bạn. Dưới này thì mình gõ chữ 8.8.8.8 nha. Còn dòng bên dưới là 8.8.4.4 nha. Sau đó mình apply nó lại nè. Rồi cái đó mình sẽ ra phần Network Map nha, để mình coi cái bản đồ hệ thống của nó nha các bạn. Mình thấy vẫn chưa sử dụng được Internet nha. IP Config Detect nè các bạn. Tiếp đó mình sẽ nhấn vào chữ IP Config Detect này nha, để cho thiết bị tự detect nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ thấy nè, cái đèn internet nè nó không còn màu đỏ nữa nha các bạn.
mà nó chuyển qua màu sáng trắng giống như các đèn kế bên nha các bạn. Là có nghĩa là thiết bị của mình đã sử dụng được rồi nha. Ok, bây giờ họ sẽ trở lại cái trang cấu hình nè. Cái tài khoản hồi nãy mình đặt để mình quản trị cái trang này nha các bạn. Mình admin nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bây giờ mình sẽ thấy thiết bị đã cấp IP nha các bạn. Có nghĩa là đã sử dụng bình thường nha. Bây giờ mình có thể kết nối với cái tên Wi-Fi mình mới đặt nè. Hoặc là mình sử dụng cổng LAN này luôn nha các bạn. Bây giờ mình kiểm tra coi ra được internet không nha. Mình vô YouTube đi. Ok, thấy ra internet bình thường đúng không các bạn? Ok, đó là những cái bước đơn giản để mình thiết lập chức năng wireless router của thiết bị Asus này nha các bạn. Cảm ơn các bạn.